City, hộp số tự động đời 2018 máy 1.5 đi gia đình cũng rất là hợp lý, bền bị nội đồng có đá. Vios đời 2017 này á, thì anh chị có thể là đưa vô garage được. Cái thời mà 2001 á, ai mà có được những cái chiếc như thế này nè là bảo đảm là hơi bị ngon anh chị. Đây là Toyota dày ha, nó rất là bền, 90 triệu đó, đời 2001. Trăm mấy là 4 chỗ hay 7 chỗ. Mình ở đâu là anh nhỉ? Ở Sài Gòn, ở coi hoài, coi mấy năm. Coi ganh mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi. Chú ở thành phố Hồ Chí Minh kêu là tìm cái xe mà tầm giá hơn 100 triệu xíu mà 7 chỗ ngồi về đi gia đình, chở cả gia đình đi thì chỉ ngay cái chiếc này. Bên em thì chỉ còn là một chiếc này thôi. Đây là Toyota dây ha, dây xe. Thì cái dòng này nó cũng khá là bền, nó rất là bền. Bán 90 triệu, đó, kêu chị chú là cái xe này giá dưới 100 triệu, đó, đời 2001. Mà chú kêu là không có chịu, không khóa cái dòng này. Nhưng mà thật sự anh chị là cái dòng này á, là máy móc nó rất là bền. Tại vì Toyota mà, cái thời mà 2001 á, ai mà có được những cái chiếc như thế này nè là bảo đảm là hơi bị ngon anh chị. Vừa chạy dịch vụ vừa chạy gia đình được. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ á, nó cũng là bình thường thôi. Tại vì dưới 100 triệu mà. Nhưng mà có cái là được, có cái là máy móc bền nè. Ngay á, rộng rãi nè. Nhìn thấy một cái không gian không, rất là rộng. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu á, mà sử dụng xe cần 7 chỗ ngồi giá dưới 100 triệu mà đi tạm trong thời gian á, về đi gia đình á, che nắng che mưa, thì có thể là liên hệ với em ha, để chọn một cái chiếc này. Còn bây giờ á, thì em sẽ quay và giới thiệu cho cô chú anh chị mình hai cái mẫu xe. Trong đó là Honda có, Vios có, thì hai cái mẫu xe này á, thì nó sẽ ra sao và nó như thế nào thì mời anh chị xem em lên trên này ha. Thì đối với cái dòng xe Vios này á, thì nó là một cái dòng xe quốc dân, dòng xe thông thường. Nhưng mà nó lợi thế của dòng xe này á, là tiết kiệm nhiên liệu nè, bền bỉ nè, bảo dưỡng bảo trì thì rất là đơn giản, và nói chung là vừa đi gia đình được mà vừa chạy dịch vụ được, thì cái xe này là đáp ứng được nhu cầu. Tại vì đây là một chiếc xe đời 2017 nha anh chị nha, 2017. Và giá cũng cứ lanh quanh là có 300, hơn 300 một chút xíu là có chiếc xe. Còn cái chiếc bên này thì nó lại khác hơn. Đây là một cái dòng xe Honda. Honda này á, nói chung là thương hiệu thì cũng khá là nổi tiếng rồi. Nhưng mà nếu mà để về cái độ mà bền bỉ nồi đồng cối đá thì nó không có bằng Vios. Cho nên là dòng xe này chuyên để phục vụ gia đình, cũng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà cái form dáng á, tại nó thể thao mà, chuyên phục vụ gia đình. Anh em nào mua về đi gia đình á, thì có thể là lựa chọn những cái dòng xe như thế này. Mời Caramel lên phía trước. Thì đây là một dòng xe Honda City nha anh chị nha, City. Và trang bị là hộp số tự động, biển số 71. Xe này thì đời 2018, máy 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu máy 1.5, thì tất cả cái xe nhỏ nhỏ như thế này á, thì cũng có rơi vào khoảng 7 lít trên 100 cây thôi. Cho nên đi gia đình cũng rất là hợp lý. Và giá tiền thì bên em đang bán là 355 triệu. Là có một chiếc xe này mâm gì đó, mâm rất thể thao. Nói chung là thiết kế ra cái dòng xe này thì khá là thể thao, nếu mà đi gia đình rất là ok. Nước sơn bên ngoài, nước sơn màu trắng, có cả cảm biến sau luôn nè. Và cái dòng này á, thì được có cái là cái cốp khá là rộng, rất là rộng ha. Về đi chơi, đi du lịch thì tha hồ để đồ. Còn bên dưới này các bạn, đồ nghề bánh sơ cua đầy đủ hết. Nó hơi dơ chút xíu nha, nhưng mà anh chị nào lấy là em xì ba lại hết. Tại vì xe á, thường á, là để ngoài đây nè, nó rất là bụi, khá là bụi bặm luôn. Nó biển số 71A. Rồi mời anh chị lên phía trên này tí xíu nữa. Hộp số tự động nè, đi nó rất là nhàn. Đề nổ xì ta top nè, có lạy số tay trên vô lăng nè, Pro Control ha, lạy số tay vô lăng. Và riêng cái màn hình là 9 inch rồi, cam da đầy đủ hết. Nói chung là xe thì chỉ có lấy về là sử dụng thôi. Ngân số tự động. Nó mua những chiếc này thì về hai vợ chồng đều đi được, vợ chạy được, chồng chạy cũng được. Thêm cái nữa là cái dòng này là có là xi nhan gương, gập gương, và có chế độ là eco, tiết kiệm nhiên liệu, chống trơn trượt và rất là nhiều. Và riêng cái băng ghế sau cũng vậy, chị thấy cái dòng sedan thì chiếc nào cũng vậy hết, là khá là rộng rãi. Ghế bọc da, trần thì được lên là 5D. Nói chung là khá đủ. Và thêm cái nữa là sẽ có một cái hộc gió chở phía sau nữa ha, cho nên là ngồi cái hàng ghế nào cũng mát hết. Tay lái thì chở lực nhẹ nhàng. Anh chị nào mà anh em nào mà đang cần xe về đi Tết
thì có thể là liên hệ ha. Đó, nó thì nó sẽ có là hai dòng để cho anh chị mình lựa chọn. Một là Honda City đó, như thế này. Hai là Vios. Vios thì vừa chạy dịch vụ được, vừa chạy gia đình được, form dáng thường. Còn Honda City này á, thì nếu mà anh chị nào mà mua về ha, mình có thể là kết hợp chạy dịch vụ áo cưới cô dâu. Tại vì cái form dáng của Honda này nó rất là ngầu. Và cái dòng Honda City này nó sẽ có hai bản. Như riêng cái bản này là bản thường CVT, còn một cái bản là City Top. City Top thì nhìn nó sẽ khác hơn một chút xíu ha. Form dáng thì rất là nổi rồi. Rồi mời anh chị mình qua đây. Qua này thì đến với Vios. Đến với cái dòng Vios này thì nói chung là nó thường thôi. Đi ra đường thì thấy rất là nhiều. Anh chị thấy là mấy cái dịch vụ như là taxi hay là dịch vụ chạy Grab, người ta chạy này là rất là nhiều, là do là sao chị? Bền, cực kỳ bền. Và thứ hai là bảo dưỡng của những cái dòng xe này thì chả có gì hư hết. Và riêng đồ đạc thay thế nữa cũng rất là nhiều và rẻ nữa. Cho nên là được rất nhiều anh em chạy Grab thích những cái dòng xe như thế này. Bền bỉ, nồi đồng cối đá. Và anh em nào mà yêu mến những cái dòng xe mà bền bỉ, nồi đồng cối đá thì chọn những cái chiếc này. Đây là một chiếc xe Vios, sản xuất là năm 2017 nha anh chị nha. Giá là 310 triệu. Đó, đời 2017 này thì anh chị có thể là đưa vô Grab được. Anh chị nào mà đang có nhu cầu mà mình muốn chạy dịch vụ á thì có thể là liên hệ bên em ha. Mâm thì sẽ là mâm đúc nè, 4 thắng địa nè, Vios E nha. Anh em nào mà muốn khởi nghiệp, muốn nhanh lấy lại vốn thì có thể là mua những chiếc xe này. Vios biển số 60. Đây cho anh chị xem cái phần cốp sau luôn của chiếc này luôn ha. Nói chung là khởi nghiệp mà nhanh thu hồi vốn mua những chiếc xe này thì ok. Còn nhiều khi mình mua mới thì nói chung là vướng ngân hàng này kia cũng hơi mệt. Đây, không gian bên trong. Dưới nè, bánh sơ cua đồ nghề. Một không gian rất là rộng. Riêng cái dòng xe sedan thì em khoái nhất là dài. Thứ nhất là dài, thứ hai là cốp rộng rãi. Về tha hồ mình đi, mình chở đồ. Nhất là thích nhất là cái chở đồ. Và thêm cái đặc biệt á, là cái bên trong này nè, một cái không gian rất là rộng. Và cái nội thất của cái dòng này á, thì được có cái là một cái màu kem, cho nên là ngồi rất là sáng ha. Ngồi rất là sáng xe luôn, rộng rãi. Và thứ hai là trần vẫn là trần nỉ rin luôn, tấm bi nè. Nói chung là mọi người sẽ thích một cái dòng xe khác nhau, cho nên là anh em nào mà chưa có mua xe hoặc là chưa có tiền mua xe thì mình cứ xem, cứ xem thoải mái, coi là mai mốt sau này là mình thích cái mẫu xe nào thì lúc đó mình mua mình sẽ không bị hối hận ha. Mình cứ xem thử coi là cái dòng nào nó sẽ ra sao, cái dòng nào nó sẽ tốt, cái dòng nào nó bền, cái dòng nào nó hợp với mình. Xe nào cũng vậy anh chị, làm có màn hình có đầy đủ hết rồi. Máy lạnh là không lo nha anh chị nha, tất cả xe hơi là đều phải có máy lạnh. Và dòng này trang bị là hai túi khí luôn, số sàn 5 cấp ha. Vô lăng ô đô là 120 ngàn. Đây em sẽ cho anh chị xem cái phần máy ha. Nói chung mấy cái dòng này máy thì rất là nhỏ cho nên là nổ rất là êm. Muốn bền bỉ thì có Vios, mà muốn thể thao thì lại có Honda City. Thích dòng nào là có dòng đó. Và anh chị nào mà thích nữa thì bên em cũng có thêm một dòng nữa là Accent. Accent bên em vẫn có 2-3 chiếc ha. Máy móc thì xe nào cũng phải hết, bên em bảo dưỡng, bảo hành hết cho nên là không có lo lắng. Còn anh chị nào mà Sài Gòn hay là có đi ngang qua Sài Gòn á thì có ghé bên em bảo dưỡng cho. Bên em là đang có là gara nè. Có chỗ sơn, có gara, có rửa xe, nói chung là có đầy đủ hết. Đó, anh em muốn cái gì là bên em chơi tới đó luôn ha. Thì anh chị nào mà yêu mến là thích những cái dòng xe mà quốc dân, nồi đồng cối đá mà bền bỉ về đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ kiếm thêm thì hãy nhấc máy liên hệ liền cho anh em ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.